Hôm nay chúng ta sẽ viết thông điệp thứ 15 các bạn nhé. 250 thông điệp thay đổi cuộc đời bạn. Hôm nay thông điệp thứ 15 này thì chúng ta sẽ viết một một thông điệp mà chúng ta sẽ cảm nhận được cái giá trị của nó. Đây, thông điệp số 155 và mình sẽ chọn là cái thông điệp thứ 15. Người bên bạn nhiều nhất không ai ngoài chính bạn. Vì vậy trở thành hình mẫu mình thích là được. Cách duy nhất thả lỏng bản thân, gói gọn trong những chữ sau: mặc kệ sự đời, hãy cứ làm những gì bạn muốn. Đấy. Ở đây thì với cái thông điệp này thì chúng ta thấy là nó sẽ có được tầm khoảng 5 dòng. Đấy, chúng ta viết 5 dòng, mỗi dòng khoảng 10 chữ các bạn nhé. Tiếp tục thì các bạn sẽ viết cho mình ở trên những cái nền giấy, ví dụ kẻ caro như này này. Đấy là cái tốt nhất, vì chúng ta sẽ viết được nhiều thông điệp dài, sau này chúng ta còn viết thư nữa. Đấy, những cái tờ giấy kẻ caro như này mà chúng ta nên chọn những cái loại giấy mà có thể viết được hai mặt như thế này để đỡ bị tốn kém các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể là sử dụng cái dòng kẻ kẻ caro như thế này cũng được, hoặc là kẻ ô ly theo hàng ngang. Đấy, luyện mà ở trên những cái cuốn giáo án viết bằng tiếng Việt cũng được, hoặc là chúng ta sử dụng ô ly mễ này như thế này cũng được các bạn nhé. Thì những cái khâu giấy bút như thế này các bạn cố gắng chọn đúng giúp mình. Nếu không thì khi mà các bạn sử dụng những cái loại giấy mà không đúng thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái nét chữ của mình. Thế thì thay vì chúng ta gọi là sử dụng những cái loại giấy mà không phù hợp ấy, thì các bạn lên chọn cho mình một loại giấy thôi, giống như mình sẽ chọn một cái loại giấy kẻ ô ly hay là kẻ caro như thế này, viết từ đầu tới cuối các bạn nhé. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu viết thông điệp thứ 15. Mình đã cắt nhỏ ra đây, mình sẽ viết vào thông điệp thứ 15 này, vào trong cái dòng này nhỏ nhỏ xinh xinh như thế này. Mình sẽ cắt ra như thế này để nó giống như là những cái gọi là viết thiệp ấy các bạn, dạng kiểu viết thư ấy, xong mình bỏ vào trong cái thiệp. Đấy. Khi nào đến Tết thì mình sẽ tặng cho có những bạn nào chăm chỉ một cái thiệp như thế này, xong rồi bắt đầu là mình sẽ nhét nó vào trong đây. Thông điệp mà, thông điệp gửi cho mình mà. Thông điệp gửi cho mình chứ gửi cho ai đó. Đấy. Viết vào đây như thế này, xong mình ghi là năm 2024, 2023 gì đó, gọi tóm lại là nó sẽ là một cái kỷ niệm, một cái cột mốc hay là một cái gì đó mà theo theo kiểu là một cái làm một cái công việc mà mình yêu mến ấy, yêu mến những cái nét chữ của mình. Mình dở ra ví dụ năm 2023 mình viết được bao nhiêu, tức là năm nay ấy, chúng ta viết được bao khoảng khoảng bao nhiêu cái thông điệp và viết được gì cho mình, cho bản thân mình cảm nhận được. Còn tới năm 2024 thì có những nội dung gì thì chúng ta lại tiếp tục hành trình với nhé, gọi là ngồi lại với nhau để viết nhé. Nào bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn viết cái thông điệp thứ 15 này nào. Bây giờ chúng ta sẽ viết chữ đầu tiên, đó là chữ bồi. Chữ bồi này có ý nghĩa là cùng. Thấy nỉ, thấy nỉ tức là cùng với bạn ấy. Chúng ta sẽ viết bộ phụ nằm ở phía bên tay trái. Sổ chấm bộ lập. Lập này viết ngang dài ra nha, bộ khẩu này. Đấy, tiếp tục là chữ nỉ, có ý nghĩa là bạn. Tiếp tục nào. Chữ tiếp theo là chữ tối. Chữ này có ý nghĩa là nhiều nhất các bạn nhé. Chữ nhất nhé, có ý nghĩa là nhất. Bộ nhĩ phía tay trái. 1, 2. Bộ hữu. Đấy, tiếp tục là chữ đa này, tua. Ở đây chúng ta thấy có hai cái bộ tịch đây này, bộ tịch phía bên trên tịch dưới này, viết tịch trên được viết nhỏ hơn, tịch dưới được viết lớn hơn một chút. Chữ đích. Thấy nhỉ, xoay tua từ đó. Đấy. Người bên bạn nhiều nhất. Đấy, không ai khác.
Chữ nhân chúng ta viết nét số cong phẩy khoảng 1 phần 3 nét số cong phẩy là chúng ta kéo nét mác giật nhẹ ra nhé. Nét mác giật nhẹ từ trên giật nhẹ xuống. Tiếp tục. Hái sư chữ chữ hái. Chữ này thì nếu như mà viết giản thể thì nó sẽ có chữ bất này. Tiếp tục có bộ quai xước. Viết gọn trong một ô nhé. Chữ thị nào. Sư. Mình sẽ thu thu nhẹ hai bên về như này. Ngang chết chéo lên nhé. Đấy, ngang chết chéo lên thì nó mới dễ viết. Rồi chúng ta hết một cái dòng phía bên dưới. Đó chính là nỉ sư chỉ. Có nghĩa là chính bạn. Tự này đừng viết to quá, có móc nhẹ lên 1, 2, 3. Đừng 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 viết to quá các bạn, chứ đừng viết nó béo quá, mập quá mà chúng ta viết nó thon thon thôi. Kỳ này. Kỳ này cái nét sổ này đừng kéo dài vì kéo dài lên trên thì nó sẽ là chữ dị. Phẩy. Tiếp theo đó chính là chữ suối gì? Sở dĩ. Sở dĩ chúng ta sẽ viết bộ. Các bạn biết bộ này là bộ gì không? Bộ này đó chính là bộ hộ nhé. Đấy. Cân này. Hộ này nghĩa là cửa này. Cân này nghĩa là búa rìu này. Bộ hộ này cách viết nó hơi khác một chút. Khi mà được viết ghép chữ như thế này, cho nên các bạn nhìn có thể là các bạn nhận nó chưa ra được ngay. Nó chính là bộ hộ nhé. Dĩ này nó có cái bộ nhân phía bên tay phải này. Các bạn nhìn này. Thì cái nét chấm này các bạn viết nó khoảng 1 phần 3 phía đuôi nhé. Phía đuôi nhé, không thì cố gắng viết ở giữa chứ đừng viết nét chấm này nhảy tọt lên nhé. Thì phía bên tay phải chúng ta viết thấp hơn tay trái một chút. Suối gì? Sủa. Có ý nghĩa là làm, tố này, bộ nhân này. Chỉ về con người này. Con người đi làm. Phọc này nghĩa là đánh khẽ này. Hành động này. Phía bên ở giữa này nó là bộ thập và bộ khẩu này. Nó chính là chữ cổ ấy. Đúng không? Chữ cổ nhưng mà cổ này viết nhỏ nhỏ thôi các bạn nhé. Tiếp tục nào. Chua sư chỉ tức là ở đây là câu này là đang tới cái phần người bên bạn nhiều nhất không ai ngoài chính bạn, vì vậy trở thành hình mẫu mình thích là được. Đúng rồi. Xong bắt đầu là cách duy nhất là thả lỏng bản thân mình. Đấy. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ viết tiếp theo đó là lại tiếp tục với chữ tự kỷ tiếp nha. Móc nhẹ lên. 1, 2, 3. Đấy. Chuyển qua đây, chúng ta tiếp tục viết tiếp câu tiếp theo. Sỉ hoan. Sỉ hoan tức là hỉ. Hỉ hoan tức là thích đi các bạn. Chữ hỉ này chúng ta sẽ biết đó là bộ sĩ phía bên trên. Khẩu được viết nhỏ thôi. Chấm phẩy như này. Kéo nét ngang dài vào như này. Bộ khẩu phía bên dưới nha. Tiếp tục chữ hoan này. Bộ hựu này. Bộ khiếm này. Đây là viết theo giản thể các bạn nhé. Tiếp tục này. Chữ tự. Chữ này Hán Việt là chữ đích. Có ý nghĩa là của. Chỉ về sở hữu đây mà. Tuy nhiên chữ này có rất là nhiều nghĩa các bạn nhé. Chữ nhân nha. Số cong phẩy. Kéo nét mác nhẹ ra. Tiếp tục. Chiêu hảo. Chiêu hảo có ý nghĩa là tốt rồi. Đây. Nét này là nét hắt lên các bạn nhé. Bộ khẩu này. Đấy. Tiếp tục chữ hảo nào. Chữ hảo đây. Chúng ta biết bộ nữ nhé.
bộ nữ này chúng ta viết này, phẩy chấm này, qua đường kẻ ngang chúng ta sẽ gập xuống dưới luôn nhé. Số cong phẩy này hát nhẹ lên này. Từ được viết lớn hơn một chút nha. Rồi. Phăng cua tư chỉ. Đấy. Thả lòng bản thân. Thả lòng bản thân gọi là phăng cua tư chỉ. Đây các bạn nhìn nhé. Chữ gọi là chữ. Chữ này gọi là chữ phóng đấy mà. Phóng thì nó có bộ phương này. Nhớ là nét này nó hắt lên nhá. Phẩy này, xong bắt đầu là lại là bộ phọc tiếp. Đấy, chữ phóng. Cua. Trong tiếng Trung phát âm là cua, còn Hán Việt thì nó sẽ là qua, quá các bạn nhé. Có bộ thốn. Đấy, nó có bộ thốn. Rồi tiếp tục. Ở đây chúng ta sẽ lùi xuống phía dưới đi. Tiếp tục này, viết chữ tự kỷ tiếp. Ở đây thì các bạn thấy là chữ tự kỷ này lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, chỉ về bản thân mình các bạn nhé. Ở đây nếu mà cây bút của các bạn mà không đậy nắp vào ấy thì nó sẽ bị khô khô. Mực nó sẽ bị bay đi, nó sẽ hơi bị khô mực một chút. Thì đây là một cái cách mà chúng ta có thể hãm mực được, đừng để mực nó không bị quá đậm. Những bạn nào mới mua bút mới về các bạn thấy là bút nó sẽ có được cái màu mực nó hơi đậm. Chúng ta mở nắp bút ra, mực nó sẽ khô nhé. Tiếp tục là chữ duy này. Đây là gọi là duy nhất. Duy nhất thì trong tiếng Trung nó phát âm là quý y. Quý y gọi như là duy nhất. Duy này thì là sẽ có bộ khẩu phía tay trái, bộ truy phía bên tay phải. Chúng ta lưu ý các nét ngang này, nó có 4 nét ngang nhé. Ngang cuối được viết dài nhất. Nhất thì chỉ có một nét ngang dài như này là ok. Tiếp tục. Phương sự nghĩa là cái cách hay là hình thức, phương thức. Có bộ phương. Đấy, có bộ phương. Đấy. Tiếp tục là chữ thức này. Thức này nó sẽ có bộ cong, bộ giặc. Rồi, tiếp tục là chữ tiếp theo là chữ chữ hiểu. Chữ hiểu có ý nghĩa là chỉ có khẩu này, phẩy này, chấm này. Đấy, tiếp theo là chúng ta viết chữ hữu nha. Chữ hữu được viết như thế này. Ngang dài này, phẩy này, giữa ngang dài thì viết một nét phẩy dài, kéo sổ xuống. Đấy, móc nhẹ lên này, 1 này, 2 này. Chỉ có ỉ xa chịu cơ tư. Tức là có 9 chữ sau đây. Nhưng mà ở trong phần thông điệp thì người ta sẽ dịch đó là gói gọn trong những chữ sau cũng được. Mình thấy là cũng tương đối. Thì chúng ta sẽ viết đó là chữ ỉ xa. Đấy. Nét chấm này chúng ta đừng viết ở giữa, chúng ta viết nó hơi nu nu lên một chút cũng được các bạn nhé. Chữ số 9. Chữ cơ tư tức là 9 chữ. Chữ cá này. Đây là lượng từ nhé. Gọi là một trong những cái chữ Hán lượng từ uy lực nhất. Đấy. Tiếp tục một nét cong móc này. Đấy, đây là chữ tự các bạn nha. Rồi chúng ta sẽ phải đánh hai cái dấu chấm ở đây để trình bày ra. Thì nó sẽ có được 9 chữ. Thì chúng ta sẽ viết đó là mặc kệ sự đời, hãy cứ làm những gì bạn muốn. Thì đây là gọi là dịch từ nguyên văn gốc rồi. Còn trong tiếng Trung thì nó là cai chư chư, ai suy suy. Đấy. Ai xí xí. Tức là muốn ăn gì thì ăn, mà ngủ thì ngủ, mà yêu ai thì kệ.
tức là yêu ai thì cũng được ấy. À không phải, không thể nói là yêu ai cũng được, mà theo kiểu là muốn làm một cái gì đó sở thích đấy, yêu mến đấy, thì là không ai có thể ép buộc được mình đấy, chứ không 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 thể nói là yêu ai cũng được, có đúng không nhỉ? Nếu mà yêu ai cũng được thì tình yêu thì nó lại không có nhiều giá trị rồi. Tiếp tục, chúng ta ở đây chúng ta không cần phải mở ngoặc ra đâu ạ, chúng ta chỉ cần viết bộ ngôn này. Đấy. Chi chi. Cái là ăn các bạn nhé. Chi chi. Cái này là có bộ khẩu và bộ, đây là bộ nhân. Chính xác được chính là bộ nhân, phẩy và ngang. Ngang cong móc. Ngang cong móc phía bên dưới. Rồi chúng ta xuống dòng đi để viết thế cho nó đẹp và đều, đồng đều nhau. Bộ khẩu. Hôm nay cái bút này mình quên mất, mình bỏ nó ra cho nên là mực nó hơi khô. Khô khô này nó hơi khó viết. Nó tạo nét thanh dễ nhưng mà nét đậm hơi khó. Tiếp tục chúng ta đánh dấu phẩy vào đây. Tiếp tục lại chữ tiếp theo bộ ngôn tiếp. Ngôn này là ngôn giản thể các bạn nhé. Tức là viết theo lối giản thể ấy. Cho nên là những bạn nào mà viết phồn thể thì các bạn chú ý dịch tất cả các nguyên văn này sang tiếng Trung giản phồn thể. Chữ xuôi, chữ này thì nó Hán Việt nó là chữ thùy. Thùy này nghĩa là buông xuống, rủ xuống hoặc đi ngủ đây mà. Ngang dài nhá. Xong các bạn kéo cho mình nhầm. Đây, chúng ta tiếp tục chúng ta kéo nét ngang tiếp theo như thế này. Đấy, đánh vào như này. Xong ngang phía bên dưới tiếp này. Đấy, xong bây giờ chúng ta kéo sổ. Đấy, sổ từ trên xuống viết như này cho nó dễ. Nếu mà viết thư pháp thì nó sẽ là viết dạng như của bộ thảo phía bên trong ấy. Phẩy nằm này, ngang này, ngang bên dưới được viết dài hơn một chút. Ngang tiếp theo, chỗ này viết hơi khó nhé, mọi người chú ý. Nét ngang, ngang trên được viết ngắn và ngang dài được viết dài hơn. Ngang này mình viết hơi dài một chút. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Tiếp tục. Chữ ái có nghĩa là yêu. Ái này là giản thể. Mạch này chúng ta viết mở ra, tức là viết nó cái nét ngang móc này viết nó dài ra một chút. Đấy, chữ ái này. Tiếp tục đây cũng là chữ thủy các bạn ạ. Nhưng mà có ý nghĩa là ai, ai đó chỉ về người. Đấy. Tiếp tục chúng ta viết. Tiếp tục chúng ta thêm một nét chấm vào. Các nét ngang thì nét ngang cuối được viết dài nhất các bạn nhé. Như vậy là ai xì xí là lúc này là các bạn muốn thích hay là nhớ hay là yêu một ai đó thì lúc này là mình cũng không quản các bạn rồi nha. Mình cũng không không gọi can thiệp vào riêng tư của các bạn nữa rồi nha. Nhưng mà các bạn sẽ cần phải nộp lại bài này cho mình, cái thông điệp thứ 15 này nhá, thì mình có can thiệp vào nha. Đấy, ngày tháng vào đây. Đấy, năm nay vẫn là năm 2023 các bạn nhé. Ghi ngày tháng bên trên hay bên dưới cũng được, thì chúng ta thống nhất ghi ví dụ vẫn là tháng 11 này. Đấy, ví dụ ngày hôm nay là 28. Đấy thì mình sẽ ghi là ngày 28 ở đây. Rồi như vậy là mình đã hoàn thành xong thông điệp thứ 15 này. Nó chỉ có tầm khoảng 5 dòng thôi, 5 6 dòng thôi. Đấy thì các bạn cố gắng về nhà hoàn thành cho mình sớm càng tốt. Thông điệp thứ 15 này thì mình viết bằng mực đỏ. Thì sang thông điệp tiếp theo thì mình sẽ viết bằng mực xanh các bạn nhé. Cứ đổi màu mực như vậy để cho các bạn dễ nhận biết được. Thì bước thứ 15 này thì những bạn nào có sách thì các bạn chọn vào cái trang 82 thông điệp thứ 155 nhé. Chính là thông điệp thứ 15 nhé. Chúng ta sẽ viết hết nhưng mà chúng ta sẽ không viết lần lượt theo sách. Đấy, mình sẽ chọn những cái thông điệp hay nhất và phù hợp nhất với hoàn cảnh của các bạn để chúng ta viết trước, ưu tiên viết trước. Rồi hẹn các bạn vào những thông điệp tiếp theo. Chào các bạn nha.